Con mà con không chịu được nữa đâu. Hôm nay con cũng ở nhà con viết xong cái tờ đơn để tố cáo nó rồi. Tố cáo đội nó cưỡng ép con. Tố cáo bây giờ thì bố, đây bây giờ con bố, làm bố đơn xong rồi. Bây giờ mà con mà báo đơn này đi là nó đi tù luôn. Bây giờ viết đơn tố cáo nó với bố đi ra ngoài thì làm sao mà mặt bố ngẩng lên. Con biết đơn rồi đấy, bây giờ chỉ cần con cho lên thôi là nó đi tù luôn. Thế bây giờ bố ép thì đi tù đấy. Đi tù bây giờ, đi bây giờ bố đã nhận lời. Một là để nó đi tù, hai là bố hủy hôn đi thì. Thế bây giờ bố hủy hôn đi chứ. Thằng Dũng này mày xem chị mày đây. Thôi chị ơi đi. Bố không có nói đâu. Goodbye. Yêu thì làm sao mà con chịu đựng được, làm sao mà con nghe lời được. Bố biết là như thế rồi, bây giờ con cứ ăn cơm đi, rồi bố con ăn cơm đi. Thôi, con giờ, ăn đi cho nó khỏe. Con cũng chẳng có tâm trí bây để giờ, ăn bố, cơm cả. Bố đi làm, bố biết là như thế rồi. Thế thằng Dũng vào ăn cơm đi. Bây giờ làm sao mà con chịu đựng được, bố cứ bắt ép con như thế. Bố bắt ép, mẹ bắt ép. Làm sao mà con chịu đựng được. Thôi bố nói này, con ăn cơm đi, thằng Dũng ăn cơm đi. Bây giờ ăn bây cơm giờ làm sao mà nước trôi ạ? Gia đình nhà người ta thì xe nhà mình rồi. Người ta nói chuyện là để ngày 1, ngày 2 là người ta có cái chầu xem để người ta nói chuyện, ăn hỏi xem thì như nào để bố đã ấy rồi. Thế bây giờ thì bố bây giờ nè, bây giờ bố cần mặt mũi nào để bố nhìn người ta? Bây giờ bố mẹ bắt ép, nhà bên đấy bắt ép, thằng Cần cũng bắt ép. Con mà con không chịu được nữa đâu. Hôm nay con cũng ở nhà con viết xong cái tờ đơn để tố cáo nó rồi. Tố cáo đội nó cưỡng ép con. Tố cáo bây giờ thì bố, đây bây giờ con bố làm bố đơn đã... xong rồi. Bây giờ mà con mà báo đơn này đi là nó đi tù luôn. Đi tù như bây giờ ví dụ gia đình người ta đến nhà mình ngày mai là người ta đến, ngày mai ngày kia là người ta đến, người ta xin cơ chầu là người ta nói chuyện rồi. Thì bây giờ thì con bây giờ không nghe bố, bây giờ người ta đến người ta nói chuyện như này thì mặt mũi nào bố đi ra ngoài đường được. Thế bây giờ bố đừng có ép nữa. Thật, bây giờ bố cứ đừng có ép nữa để bọn con tự sống, tự chọn cuộc đời bọn con đi. Chứ bây giờ bố mẹ cứ bắt ép như thế, con làm sao con sống được. Bây giờ bố nói hai đứa là bây giờ là người ta đã đến, người ta nói chuyện bố rồi, người lớn rồi. Đấy, nên là bố bây giờ bố đi làm suốt cả ngày. Bây giờ các con phải biết là bố nhọc mệt như nào rồi. Bây giờ nè, tất cả là phải nghe lời bố. Có thế thôi. Nhưng mà ngày 1, ngày 2 là người ta đến, người ta nói chuyện để người ta xin cơ chầu rồi. Thôi bố hủy hôn với người ta đi. Thế tình yêu sao bố ép được? Giờ chị Thư muốn yêu anh kia rồi sao bố ép được? Bây giờ nếu mà bố mẹ đồng ý cho con lấy anh kia thì con sẵn sàng con đi luôn. Nhưng mà bây giờ mà bố mẹ bảo con lấy Hưng Cường con không lấy đâu. Bố nếu mà thì bố mẹ là, ép quá là con... Bố nè, bố vẫn đồng ý con... để gả cho anh Cường. Thôi thế bố đừng có ép nữa thôi. Không, bố vẫn không nghe đâu. Thôi chúng mày ăn cơm đi, ăn cơm rồi. Nếu đi, mà bố đi. Bảo bắt con lấy thằng Cường con đi gì vậy đấy? Đi đâu bây giờ mà không thể đi đâu được. Đấy, ăn cơm hai đứa ăn cơm đi. Rồi thằng Dũng đi ăn cơm đi rồi cho chị Thư lên đi kia đi, nghỉ trên kia. Không thể được, ăn cơm đi. Bây giờ bố đi làm suốt cả ngày rồi, bố đang gia đình người ta đến nói chuyện rồi. Thế là bây giờ là con ăn cơm không thể ấy được. Bây giờ con, bây giờ con biết là tờ đơn này bố biết là như thế rồi. Nhưng bây giờ gia đình người ta đến, bây giờ bố đi làm lại tân nàng bè con này, bố còn mặt mũi nào để bố nhìn người ta? Nên là các con phải hiểu cho bố này như thế. Nhưng mà cả cuộc đời của con thì làm sao hả bố? Bây giờ cả cuộc đời, bây giờ người ta đến đấy, chúng mày tùy chúng mày suy nghĩ nào, chúng mày suy nghĩ. Người ta đến, người lớn người ta đã nói chuyện rồi. Thôi thế không được bố ơi. Đây bố thấy Dũng nó còn bé nhưng mà nó vẫn còn suy nghĩ được cho con, mà bố mẹ chẳng suy nghĩ cho con một tí nào. Con bây giờ đùng cái như thế này thì bố đi làm bố cũng đặc biệt lắm. Nên là thật sự các con ấy, nên là theo bố là như vậy. Đấy. Nên là con không nghe bố thì là không được đâu. Đấy, con tùy các con thôi. Báo bố nói này như thế, kể cả Dũng nghe con vậy. Bố không nói đi nói lại. Nhưng mà con làm sao mà lấy được một cái thằng vừa vũ phu xong rồi lại vừa xấu tính như thằng Cường? Bố không biết là nó cực là vũ phu xong rồi nó còn xấu tính. Thế bây giờ chị Thư không chịu sao bố ép được? Nó không như bố nghĩ đâu, nó không có hiền lành thật thà như bố nghĩ đâu. Thôi bây giờ các con ăn cơm đi, rồi là bố sẽ gì, rồi là người ta đến người ta nói chuyện rồi. Thôi con không chấp nhận đâu. Thế thằng Cường cái nhổm tóc chịu, nhổm tóc kiểu đó sao bố
chiều được. Nhuộm tóc nhưng nhuộm tóc hai ba màu cái đầu. Không biết là nó hỗn láo vô cùng luôn. Thế người ta người đứng người ta đến nhà mình rồi con. Người ta đến nhà mình rồi, người ta nói chuyện với bố rồi. Thì bây giờ đấy các con nó xem như nào chứ bây giờ các con cũng lại bây giờ viết đơn tố cáo nó với bố đi ra ngoài thì làm sao mà cái mặt bố ngược. Con biết đâu rồi đấy, bây giờ chỉ cần con cho lên thôi là nó đi tù luôn. Thế bây giờ bố ép thì đi tù đấy. Đi tù bây giờ bố đã nhận lời. Một là để nó đi tù, hai là bố hủy hôn đi thì. Thế bây giờ bố hủy hôn đi chứ. Hủy hôn thì phải để cho bố suy nghĩ đã. Bố bây không giờ... phải suy nghĩ, bây giờ là đến sắp đến ngày cưới rồi làm sao suy nghĩ chứ được. Bây giờ bố đi làm suốt cả ngày này, xong bây giờ gia đình người ta đến rồi thì bố cũng phải để từ từ để cho bố đàn đạo với gia đình nhà người ta. Không từ từ như nào chứ bây giờ con cũng một bên gia đình người ta, xong một bên là con bây giờ bố không biết làm nào cả. Đấy nhà bố nói thế. Thế nên là con không thể ép bố vào bên kia, không thể ép bố được. Bây giờ bố cũng phải từ từ thôi, để bố suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ là cả cuộc đời của con chỉ còn mấy ngày nữa thôi là quyết định cuộc đời của con rồi. Nên là bố phải hủy hôn luôn, một là hủy hôn, hai là thôi con đâm đơn kiện lên cho nó đi tù luôn đấy. Là thôi không có cưới xin, vừa không cưới xin vừa phải đi tù đấy. Nên là bố suy nghĩ thế nào thì suy nghĩ. Thôi hai đứa cứ ăn cơm đi, hai đứa ăn cơm đi. Ăn cơm đi rồi là bố ăn cơm rồi là bố đi nghỉ. Thế còn cái tờ đơn này thì đấy, ăn cơm đi xong là cái thư cất đi lên trên kia. Thôi không được, thế không, bố quấy chứ. Rồi là có như nào thì ấy sao không, cái tờ đơn này con ngày mai con mang đi cái tờ đơn này như này thì nè bôi do cho chỗ của mặt bố ạ. À. Rồi cứ ăn cơm đi lên. Con viết xong hết đơn rồi, con quyết định kỹ từ tối qua, từ đêm qua con đã viết đơn này xong hết rồi. Chỉ đợi để nói chuyện với bố rồi con mang đi luôn thôi. Chứ còn bây giờ bố quyết định như thế nào là bố quyết định luôn. Nếu mà bố không quyết định được bố thì để con mang đơn đi không luôn. Không có là hai đứa ăn cơm đi, xong hai đứa đi lên phòng đi. Đi lên trên tầng ngủ đi. Thế bố chấp nhận thằng Cường nó cứ biết là hai đứa ăn cơm đi, xong là thằng Dũng với cái Thư đi lên phòng nghỉ đi. Hai đứa ăn cơm đi. Thằng Dũng ăn cơm đi. Đây ăn cơm đi. Ăn đi, hai chị em ăn cơm đi. Thằng này ăn đi, bố ăn, bố mẹ bố còn đi đẹp nè. Còn cái tờ đơn này cái Thư cất đi lên trên phòng. Lên trên phòng rồi nè, ngày mai ngày mốt rồi nè bố sẽ gì rồi là có như nào thì bố ấy không, bố mà lại có nên là bố đuổi cả thằng Dũng một cái bên chị mày nè đi luôn ra khỏi nhà. Thôi bố con không chịu đâu, con không chấp nhận thằng Cường đó đâu. Không chấp nhận nhưng bây giờ thì bố bảo rồi không có cái tờ đơn này chị mày viết này thì đấy, thì bố mặt mũi nào bây giờ chị mày mà làm tờ đơn này ra thì có vẻ đi tù đi tiếc nè, thằng Cường đi tù bố mặt mũi nào là bố nhìn thế gia đình nhà thằng Cường. Mình không cần phải nhìn gia đình nhà nó, bởi vì mình chỉ cần nhìn gia đình nhà mình thôi. Biết là gia đình nhà mình rồi thì bây giờ để cho bố thì từ từ con ăn cơm đi, kẻ thằng Dũng ăn cơm đi, ăn cơm đi xong là mang tờ đơn lên trên phòng. Còn không nghe bố nhá, cái Thư đấy mày thích đi thì theo thằng Kiên hay như nào để cho bố suy nghĩ. Con không có đi, bố mẹ bố đi làm bố không thể ấy được đâu, bố ốm hết cả người rồi bố. Thôi đi làm con đi mày luôn, không có đi điếc thì thằng Dũng đây mày xem chị mày đây. Thôi chị ơi, bố không có nói đâu. Goodbye.